Xin chào Trần Gia Bảo, chào bạn Trung. Để cho mình chờ một chút để các bạn vào. Thầy xin chào bạn Hoàng Ân. Hôm nay thầy cho mình bắt đầu tiếp tục với nội dung cái bài số 2 ngôn ngữ lập trình Python. Trong khoảng thời gian chờ mọi người thì chúng ta sẽ cùng xem cái tiến độ nộp bài của các bạn ở trong lớp. Thầy xin chào Ân. Khi dạy lập trình thì thầy có luôn có ấn tượng với các bạn học sinh rất hay, đó là rõ ràng cái giải thuật mình đưa ra là một hướng, cài đặt là một hướng, tuy nhiên thì các bạn học sinh lại làm theo một hướng và kết quả nó vẫn đúng, thế mới hay. Sự sáng tạo qua từng bài tập, từng đoạn code. Đấy. Ví dụ như ở đây Ân có đoạn là code tổ chức nó thành cái thủ tục đọc dữ liệu, cách sử dụng đọc kiểu tệp cũng khác so với được hướng dẫn, viết ra kết quả với định dạng là kiểu số thực cũng khác. Đó là hai bài của Ân. Xem nhóm của mình. Có bạn Phúc. Phúc đã làm bài thứ nhất. Bài thứ hai. Rất rõ ràng. Đây, sử dụng câu lệnh print, sử dụng thêm tham số. Đấy, có định dạng khác. Đây là các cái bài của bạn Phúc. Người ta xem cái file của nộp của ngày hôm qua. Đây là cái file của ngày hôm nay. Có rất nhiều bạn. Ta xem P của Trần Gia Bảo. Rất rõ ràng. Khi mà khi mình sử dụng cái thằng format import sqrt ấy, thì cái thằng mát chấm ở này thì ta không cần nữa Trần Gia Bảo nhé, bởi vì mình đã gọi nó ra rồi, mình import nó vào rồi thì nó đã có sẵn ở trong thư viện mát. Còn khi mà mình code kiểu này, gọi là code theo kiểu class, theo lớp, cứ với mỗi lớp ta gọi một cái hàm, thì bây giờ mình đã gọi nó ra rồi thì mình không cần phải sử dụng thằng mát ở đây nữa. Tuy nhiên dùng vẫn đúng, code rất đẹp. Rồi ta sang bài kế tiếp nữa, là bài tính tổng đưa ra có định dạng. Hôm nay có một số bạn báo xin vào muộn một chút bởi vì các bạn đi học chưa về. Tranh thủ ta xem cái bài của Trung. Thầy cũng thấy Trung cũng làm theo một mình một hướng, code chương trình dùng cũng khác mà sử dụng thư viện C. Đọc dữ liệu cũng sẽ khác, nhập dữ liệu, rồi tính toán giá trị. Lỗi cũng một mình, chính xác. Đặc điểm của cái phần lập trình của chúng ta đó là cũng là một ngôn ngữ lập trình học, cũng giải một bài tập, cũng cùng một thuật toán như nhau, nhưng mà chương trình thì khác nhau hoàn toàn. Để có công ty thì rồng tính diện tích tam giác. Bài của Trung, bài của Hoàng này. Rất nhẹ nhàng. Ở vì cái phần này thì ta sẽ
vừa học ngôn ngữ lập trình vừa học thuật toán. Do đó hãy cố gắng đơn giản nhất có thể để mình tập trung sâu về phần nâng cao thuật toán, kết hợp với học các hàm và thủ tục. Đấy, bài làm của cô Tuyết có hai bài đây rồi. Xem đấy, thỉnh thoảng phải thấy ân cô theo cái sử dụng cái kiểu with open này, MI with open này, bởi thằng Evo sau đó print nó ra thấy cô rất hay buồn cười đấy. Còn cốt theo chuẩn tuần tự của mình thì lại cốt như thế này. Ta có nhiều cái cách để các em cài đặt chương trình, miễn thế nào là ta làm được. Nên sự sáng tạo ở môn tin nó không giới hạn ở cái chỗ lời giải. Thầy thì luôn trân trọng là cái lời giải của các bạn, bởi vì cứ với mỗi em sẽ có những cái làm mà. Rồi như vậy thì ở trong cái buổi đề đầu tiên chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Chưa biết dùng á, cứ bình tĩnh, đến đoạn tới thầy trò mình sẽ dùng, hoặc là xem cách của anh Trung dùng để cùng làm. Rồi như vậy ở buổi trước thầy trò mình đã sử dụng viết chương trình cấu trúc tuần tự để viết được một chương trình làm việc với tệp, và biết cách giải một bài toán trên máy tính. Để giải một bài toán trên máy tính, ta có bước 1 xác định bài toán, bao gồm xác định input và output của bài toán. Bước thứ 2 ta xác định thuật toán để giải bài toán, và bước thứ 3 ta viết chương trình. Đấy. Ta viết chương trình. Và cứ qua mỗi bài toán như thế thì các bạn sẽ dần dần là hình thành và hoàn thiện được cái bài làm của mình. Và rèn luyện được cái kỹ năng chấm bài một phát full điểm luôn. Rồi, hôm qua ở trên nhóm bài thì ta có bài kế tiếp, bài khoảng cách, rồi bài 2, bài 3, rồi bài lát gạch, bài 4, rồi bài 5, ý tổng, bài 6. Vậy thì hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục theo trong cái file thầy vừa nhận, thì các bạn comment tên bài cuối cùng các bạn đang làm là bài mấy nhỉ? Thầy vừa nhìn ở đây, ở bên này. Các bạn comment giúp tên bài cuối cùng các bạn đang làm là bài mấy? Bạn ở Phúc là làm hết BT2. Pi đâu, pi đâu, pi đâu. Nào chắc phải đổi user các bạn cho chữ pi nó ra đằng trước. Ân để hết BT3. Đang làm bài 5. Bài 5 là bài khoảng cách đúng không? X1, X2, X1, X2. Chung xong bài 4. Nói chung là xong BT4 hay là cái bài 4 dưới này đúng không? Hoàng Ân đang bảo chỉ biết dùng nhập vào số nguyên thôi đúng không? Rồi. Như vậy thì ta nhận thấy là ta đang xoay quanh, nhưng mà thầy trò mình sẽ bắt đầu từ bài số 5 nhé. Ở bài số 5, bây giờ trong cái hệ trục tọa độ OXYZ, người ta yêu cầu là thực hiện là nhập dữ liệu vào và thực hiện tính toán khoảng cách giữa hai điểm. Đấy. Thì có bạn bảo thưa thầy, nhập số thực với nhập số nguyên nó có khác nhau gì không? Thì thực tế thì việc nhập dữ liệu các em vẫn nhập một cách bình thường. Đấy. Ta vẫn nhập một cách bình thường. Để tính được khoảng cách giữa hai điểm thì ta sẽ sử dụng cái công thức Descartes tính độ dài khoảng cách giữa hai điểm bằng hoành độ trừ hoành độ tất cả bình phương cộng tung độ trừ tung độ tất cả bình phương, và lấy căn bậc 2. Công thức này gọi là công thức tính độ dài Descartes khoảng cách giữa hai điểm nhé, trên mặt phẳng tọa độ.
Vậy thì ở bài này thì chồng mình cũng sẽ bắt đầu làm luôn. Thầy thấy ở bài này đã cũng có bạn làm rồi, vậy thì thầy bài 3. Bài này là bài bài 1.pi đúng không? À, đấy, cảm ơn Trần Gia Bảo. Đây là trong trường hợp bị bạn bị ngáo code block. Rồi thấy có bạn Chí Mẫn, bạn Trung, đây có Trung làm bài bài một đâu rồi, bài 1.pi đây rồi. Ok Trung. À, cái app đỏ đỏ này, cái thằng này là Multimedia Builder, nó chuyên tạo ra cái file auto run ấy. Cái file auto run tức là khi mình chạy thì nó sẽ tạo ra được một cái giao diện giống như là cái đĩa có các nút click ấn vào. Ví dụ như thầy có cái nút để vẽ ra các cái nút này chẳng hạn, và thầy để chèn một số các cái đối tượng, chèn ảnh, chèn nước, rồi chèn nhiều thứ vào. Rồi khi chạy chương trình thì thầy có thể chạy nó và nó tạo ra thành một cái cửa sổ, sau đó thầy click vào nút lệnh nào thì nó thực hiện yêu cầu gì đấy. Thì đấy, ví dụ như thầy thêm một cái action cho nó, khi click vào thì chuyển sang trang khác, hay click vào open một file video, hoặc là run một cái program đấy, hoặc là export một đích một cái ổ D nào, ổ C nào đấy, hoặc gửi một email, hoặc mở trình duyệt web. Tức là nó tạo ra một cái file auto run thầy đang dùng để làm cái dự án của thầy. Đây, trong dự án đó nó có một cái yêu cầu là cần phải đóng gói sản phẩm, nên thầy đang dùng cái này để tạo ra một, tức là khi chạy chương trình thì thầy sẽ tạo ra một cái cái bài một này như là rồi đúng không nhỉ, tạo ra một cái giao diện chung ấy, xong trong giao diện chung đấy mình có thêm nhiều chức năng: chức năng một cài đặt chương trình, chức năng hai xem hướng dẫn sử dụng, chức năng ba chạy ứng dụng của hệ thống, vân vân. Ở cái bài hôm qua thì ta có bài cái bài một BT1 thì ta có là để tính khoảng cách giữa thì giữa các đỉnh, thì ta sẽ có thể đưa viết trực tiếp nó ra ngoài màn hình như thế này. Đây, ví dụ như ta sử dụng cái của Trung là sử dụng cái thằng C để tính toán và đưa ra kết quả. Tuy nhiên thì ta nhận thấy khi làm bài này thì ta có thể theo hình thức tuần tự. Khi nãy có bạn bảo: thưa thầy, em không biết đọc nó sang kiểu số thực thì em đọc như thế nào? Nếu ta sử dụng INT bình thường nhé, ta lấy một thư viện hàm căn bậc 2 và hàm pao ra, hàm pao để hàm tính bình phương ấy, thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là đọc nó vào một sâu n, sau đó thực hiện gắn x1 là bằng cái thằng s0, vì s0 của quan nhé, để phải kiểm tra lại thêm. Thầy đang share screen rồi đúng không? Vì x0 của thầy là x0, x1 y1, x2 y2, nó là kiểu số thực. Nếu bình thường ta int cái số đấy thì là ép sang kiểu nguyên, thì muốn ép sang kiểu thực ta sẽ sử dụng từ float giống như trong C cộng cộng nhé, ta ép nó sang kiểu thực. Như vậy đây, x1 y1 x2 y2, khi đó red là độ dài của đoạn thẳng thì ta gắn red thì bằng tính theo công thức này, và sau đó ta sẽ thực hiện đưa kết quả ra đấy. Như vậy thì ta sẽ thực hiện xong cái hàm thực hiện là đi tính độ độ dài của một đoạn thẳng của bài số 1 nhé. Và bây giờ các bạn sẽ nhận thấy rằng với mỗi các kiểu dữ liệu khác nhau thì việc ép nó chỉ khác nhau chỗ là khi mình tách xong ấy. Đấy, sau khi mình tách xong thì mình sẽ thực hiện là ép nó sang kiểu đấy tương ứng. Và bây giờ khi với dữ liệu đầu vào, ta hãy cố gắng đọc một cách đơn giản nhất, sử dụng thư viện một cách đơn giản nhất để thầy trò mình có thể cùng làm việc một cách hiệu quả nhé. Rồi bây giờ có bạn nào còn gặp khó khăn cho cái bài toán số 1 này không? Bạn nào gặp khó khăn bài, bây giờ ta tập trung làm bài 1 này nhé.
Bạn nào làm xong bài 1 rồi thì các bạn có thể comment cho thầy số 1. Tất nhiên chấm phải phút điểm. Hiện nay khi nãy thầy tìm bài 1.py thì ở trong hệ thống nó mới trả về là có một bài. Vậy xin mời các bạn làm bài số 1 luôn nhé. Để thầy kiểm tra xem. Hãy cố gắng là lưu ý rằng ta cứ học học hết một chương là ta sẽ có một bài thi để xếp hạng và nhận phần thưởng nhé. Mọi người cố gắng để luôn nằm ở trên top đầu. Chạy xin lỗi được bài điểm. Ở chung chấm ở đâu sao trên server của thầy nó không nhìn thấy nhỉ? À, có khả năng là chấm trước à, em chấm cái trước đó à. Sao ở đây thầy chưa nhìn thấy nhỉ? Đây bài một đây, ai vừa nộp đây, ai vừa nộp, ai vừa spam à chung. Rồi Trần Gia Bảo đã nộp bài một rồi chứ, cái file bài 1.py nhé. Vậy ta nói theo thứ tự bài cả ân đấy nhé. Server luôn phục vụ ta chấm tất cả các bài nhé. Lúc nào mà các em vào không server không được thì chứng tỏ thầy Thành đang mang máy tính đi đâu đó, thầy đang cài thêm cái con server ở bên cạnh đấy thầy. Chung ối giời ơi, bài điểm nó báo bị chạy xin lỗi exit code 1 ở ngay test 3, test 6 và test 10. Vậy thì bây giờ thầy sẽ gửi tới các em test 3 để cho mọi người cùng chạy nhé. Khi chạy trên CocPython có một cái điều khá thú vị, đó chính là khi ta tính nó kiểu dữ liệu là số thực thì nó sẽ bị sai số. Và sai số giữa Python và ngôn ngữ lập trình C cộng cộng nó khác nhau. Cái bộ test này hôm trước là thầy xây dựng cho Python, sau đó thầy chỉnh sửa nó sang test của C cộng cộng. Và cuối cùng bây giờ chấm quay trở lại Python thì có một số bài nó sẽ không full điểm. Đấy, cái input là số thực thì output nó cũng trả về là 6,0, nó trả về là số thực. Ừ, có vẻ sẽ sai. Ừ. Rồi bài 1 Ân đã nộp được chưa em? Rồi bây giờ thầy sẽ mở code và sẽ sửa nhanh code. Ta sẽ cố gắng tăng tốc lên một tí các em nhé. Để cho mình tăng tốc lên, làm việc nó sẽ hiệu quả cao. Ấn chưa nộp bài 1 à? Ấn á, máy lag quá. Em hay ra FPT Shop mua ngay một cái máy gaming. Hãy bảo bố mẹ thầy Thành bảo thế. Bố mẹ không mua cho thì thôi, thôi ta phấn đấu học để thi lấy học sinh giỏi hoặc là ta kiếm phần thưởng. Đây đây Trung ơi, Trung ơi, Trung à, Trung ơi, em sử dụng một cái map kiểu INT mà trong đó input của nó là số thực, sau đấy em sử dụng map kiểu float em nhé. Em hãy dùng map kiểu float, em hãy dùng map kiểu float. Thầy đang nghe rap Việt, không biết hôm nay rap Việt mùa 3 ca sĩ nào sẽ là được vô địch rap Việt mùa 3. Rồi xin mời Ân nhanh tay lên một chút em. Để thầy cho mình chuyển tiếp bài kế tiếp.
Người ăn đâu? Nhanh nhanh. Ta thao tác nhanh một tí, mỗi bài ta nhanh một tí, sau đó ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Các em lưu ý như rất buồn cho Gia Bảo. Cố gắng lên em, cứ qua từng bài này ta rèn luyện được kỹ thuật lập trình. Khi từ bài mới, từ bài cũ sang bài mới, các em copy code của bài cũ, sau đó ta bắt đầu sửa cái đoạn tính toán của chương trình nhé. Sửa cái đoạn đọc dữ liệu bắt đầu từ chỗ này để ta giảm thiểu cái thời gian code trong giờ học trực tuyến. Để thầy cho mình có thể làm được nhiều bài hơn. Ân em chia sẻ màn hình nào. Bây giờ Trung ra bảo tiếp tục làm bài kế tiếp nhé. Để thầy xem màn hình. Rồi Ân chia sẻ màn hình. Làm nhanh nhé. Em share screen luôn. Thầy cho mình cứ túc túc tắc làm bài trong khi chờ mọi người. Ai trời ơi. Mai em ra FPT mua ngay con RAM 16GB ổ SSD 1T Samsung Evo 890 nhé. Thế thì em hãy tăng tốc làm bài lên cùng với các bạn khác cũng tăng tốc làm bài lên. Cái code của Trung được đưa vào trong sách ngầu quá. Ân có xong bài này chưa em? Ừ, sửa xem có chỗ nào cần hỗ trợ thì báo thầy và các bạn là cùng sửa luôn. Đó là cái bài thứ nhất rất hay. Cái bài kế tiếp tranh thủ cùng làm thì ta có bài kế tiếp là bài số 2, bài tính diện tích Eke, tính chu vi và diện tích. Thì ta nhận thấy rằng để tính chu vi và diện tích thì ta thấy ta có để tính được diện tích của tam giác thì ta thấy rằng là diện tích của tam giác được tính theo cái công thức Hê-rông khi biết độ dài các cạnh trở thành hình.
À, thì công thức Hy-rông thì các em luôn nhớ cái công thức này. Để tính được diện tích tam giác, ta luôn có công thức tính được khi biết độ dài các cạnh. Nếu ABC thỏa mãn điều kiện là ba cạnh của tam giác thì ta sẽ tính công thức tam giác, ta sẽ tính được diện tích tam giác thông qua công thức Hy-rông. Thì ta gọi P là nửa chu vi, thì P bằng A cộng B cộng C chia 2, và diện tích thì sẽ bằng là căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Vậy thì bài toán này thì ta sẽ xác định luôn bài toán. Bước 1 ta sẽ nhập ABC. Bước thứ hai ta tính diện tích, tính nửa chu vi. Bước thứ ba, chờ thêm 1 giây. Bước thứ ba ta sẽ thực hiện tính diện tích tam giác theo công thức Hy-rông. Bước thứ tư ta đưa chu vi của tam giác ra. Lưu ý rằng P là nửa chu vi, nên để đưa chu vi ra ta đưa thẳng 2 nhân P, và để đưa sau đó ta đưa thẳng S ra. Đấy. Như vậy bài toán này ta có bước 1, bước 2, bước 3. Và khi mà sử dụng hàm căn bậc 2 thì ta sẽ sử dụng thẳng from SQRT đấy nhé. Và nhìn như thế thì ta thấy rằng việc code chương trình của mình không có gì khó. Vừa rồi Trung có hỏi xin test 8 của bài 2. Ok, có ngay. Ân đã nộp xong bài 1 chưa em? Rồi, ok. Đã được mấy điểm em? Sau khi nộp xong các em sẽ ta nhận thấy là ta vào trang ielp.hoctổ.org. Mỗi lần các em vào thì mà thấy cái hệ thống server này nó không chạy thì chứng tỏ máy tính máy tính của thầy đang bị tắt, và khi đó thầy đang đi đâu đấy. Thì khi đi đó thì các em sẽ cứ tiếp tục làm bài, để khi nào thầy bật máy thì các em lại nộp bài một lần nhé. Thầy vào bảng danh xem các bạn nộp bài các mà lâu quá, thôi thầy để tiếp. Với cái tam giác như thế này vừa rồi chung ấy thì output của nó là cái gì? Ồ, là cái hai số khá đẹp. Có khả năng nó sẽ bị sai số chung nhé. Bởi vì khi tính diện tích chu vi và diện tích nó sẽ ra là số thực, và đã là số thực thì trong Python nó sẽ bị sai số so với C cộng cộng, nó sai số khá xa. Về đây là thuật toán của bài số 2 nhé. Rồi bây giờ các bạn hãy cài đặt bài số 2. Rồi lần này không có code nữa để mọi người cùng viết được chương trình một cách hoàn thiện. Bài này ta input của bài toán là nhập ABC. Như vậy thì cái đoạn tên tệp của mình vẫn như theo kinh nghiệm thì nhé, các em copy toàn bộ code của bài cũ, các em vào file chọn close project. Sau đó tạo ra project mới. Đấy. Sau khi tạo project mới, mình paste cái bài cũ vào, sau đó mình sẽ thực hiện code sửa lại các đoạn code nhập ABC, tính chu vi, tính nửa chu vi, tính diện tích và đưa kết quả ra. Đấy.
Hãy chủ động làm quen. Lâu lâu không nhìn thấy Phúc Bát Can trông hay thật. Ở trong lớp mình có bạn nào đã trước đây đã Phúc Bát Can chưa nhỉ? Anh lúc đấy ôi anh học giờ cốt sớm đấy anh, lớp sáu lớp bảy đã cốt bắt can là ngầu quá. Rồi các bạn làm nhanh bài 2, các em làm xong bài 2 rồi ta sẽ chuyển sang bài 3 nhé. Ở bài 2 vừa rồi ta sẽ đọc vẫn đọc bình thường, nếu bài 2 này ABC người ta cho số nguyên đúng không? Đúng rồi, nó là số nguyên. Bởi vì khi mình ép kiểu dữ liệu mình cũng sẽ là ép int. À, tranh thủ chờ một lúc. À, chú ơi, đây là cái đặc điểm của thằng Python đấy. Khi làm việc với số thực nó bị sai số như thế. À, thì tới giờ thầy vẫn chưa biết cái cách khắc phục như thế nào trong cái trường hợp số thực như thế này. Có lẽ là do cái việc làm tròn của trong C cộng cộng và trong Python nó khác nhau. Nguyên tắc làm tròn nó khác nên khi đến cái kết quả cuối cùng để tính ra được cái diện tích ấy, thì nó lại tính ra khác. Có thể cái cách tính ấy, lưu trữ số thực của nó khác nên nó sẽ ra kết quả khác, nên nó sẽ chênh lệch cứ khoảng tầm không phẩy không mấy, không phẩy không không mấy, khoảng tầm 1 phần nghìn, 2 phần nghìn, nó bị sai số khi mình lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Gia Bảo đã xong bài 2 chưa em? 0,02 à? Ừ, đúng rồi, chính xác. Còn cái kia nó ra 0,58, à, 586 đúng không? À, nó lệch cũng khoảng tầm 0,02. À, Gia Bảo đang chấm. Ân và các bạn sẽ cố gắng qua từng bài ta rèn luyện kỹ năng đọc dữ liệu, kỹ năng tính toán biểu thức và viết chương trình chạy được kết quả trong khoảng thời gian nhanh nhất. Sau này hai đứa chia tay không hiểu tại sao anh sai hay là do em sai, thôi thầy nghĩ chắc là do Pi sai. Rồi, vừa thấy Trần Gia Bảo chấm rồi. Đấy, Trung đang quyết tâm chấm lại ạ. À, Trần Gia Bảo em đang kiểm tra lại xem tại sao nó lại bị sai. Thầy không hiểu thế nào nhà thầy có con mèo nhà hàng xóm suốt ngày nó sang đây nó lục tủ. Được cái thầy cũng thương yêu động vật nên nó đi vào nhà thầy, nó đi từ cổng cửa trước nó đi qua cửa sau, nó ra giãn cách, nó nhìn thầy đang dạy online sau nó cười khẩy phát nó lại đi tiếp ra sau bếp. Em thấy con mèo nhà nào nó vô duyên đấy không? Hãy
Thế Trần, thế Trần sẽ bảo làm đúng nhỉ, có sai chỗ nào đâu em. Không vẫn ra đúng mà. Đang chấm bài của em và máy thầy đang chơi đơn này, đang chấm của Trần Gia Bảo. Mọi người tăng tốc lên một chút nhé. Đây là đang xem bài của anh. Anh bài Ân cô đẹp đấy. Cố gắng rèn luyện phong cách cốt đẹp ngay từ đầu, đẹp như chuẩn người mẫu. Rồi anh đã nộp bài 2. Anh lại sử dụng cái thằng Open Quiz như thế nhỉ? Ở đây anh đang sử dụng thằng Map đúng không? Biết ra làm quen với thằng Map được thì tốt. Ok. Nhưng khi mà mình sử dụng A phẩy B phẩy C map mở ngoặc phẩy int readline s chấm readline thằng split này, thì khi đó nó mở cái file này ra, nó sẽ đọc hết cả dòng đấy, và lần lượt cái dòng đấy nó split nó được ba số, và ba số đấy thì mình sẽ lưu nó vào trong một cái map có kiểu dữ liệu là int. Thông thường thì nó sẽ là A là ký tự thứ nhất, B là ký tự hai, C là ký tự ba. Nó sẽ lần lượt gắn các cái giá trị đó vào, nó tương đương với gắn A bằng cái map đầu phần tử đầu tiên của map, B là phần tử thứ hai, C là phần tử thứ ba. Thì ở trong Python nó cho phép viết liệt kê là gắn theo thứ tự như thế này đấy. Rồi ta tính toán và ta đưa ra kết quả đấy, một cái cách trình bày khác. Sử dụng map. Hãy cố gắng cốt và đẹp, cốt tốt, cốt chuẩn. Là hãy bỏ những cái dòng trống không cần thiết. Các dòng nốt nếu có thì tốt. Hãy cố gắng cốt thật tốt. Từng bài từng bài. Ở đây ta sử dụng dep. Dep là hình thức tổ chức chương trình con, nó giống như cái void và cái int. Nó giống như cái thằng void và cái thằng ở đây thì vừa rồi Ân hỏi bảo tại biết tại sao bị sai không, bởi vì chu vi của nó phải là 2 nhân p, cái thằng p này này còn 2 sao p nhé. Còn cái thằng P này nó chỉ là nửa chu vi thôi. Chính xác bảo bảo đây, đây là hình thức mình học bạn, học thầy, học bạn. Ân ơi, ở chỗ này em sửa lại thành 2 nhân P nhé. Là được. Em sửa lại là 2 nhân P. Sau đó, lưu ý là, sẽ là trong file của mình đưa S ra trước hay đưa P ra trước đấy nhỉ? Đưa P ra trước, sau đó đưa S. Vì bạn sử dụng câu câu lệnh là S.write. Và lưu ý rằng thầy trò mình có nhiều cách, và cách đơn giản nhất Ân bây giờ mới học lập trình, em cứ sử dụng câu lệnh print đi để cho nó đơn giản nhé. Ông Trung ông lại còn hỏi Ân là con trai hay con gái, buồn cho Ân.
Ok. Rồi các bạn làm vừa rồi ăn đã xong, nhảy xuống chỗ chung nè. Vừa rồi ta đang ở 72 đúng không? Thầy lấy cốt những cốt hay của các bạn vào, mỗi bạn có một cái hay một tí, và ta nhận thấy rằng cứ với mỗi bản thì các em sẽ làm khác nhau, do đó cái việc các em chọn theo cái ngành IT là cái đúng đắn, bởi vì chỉ có ở đó sẽ giúp cho các em thỏa mãn được cái sự sáng tạo của mình, và mọi sự sáng tạo nó đều được trả bằng tiền. Đấy. Nên các em sẽ có điều kiện để tên Hoàng Ngân, tên đúng đúng là khá đẹp thật. Rồi như vậy ta ra thầy trò mình đã xong cái bài vừa rồi nhé. Ta sang bài kế tiếp, bài độ dài các đoạn thẳng. Bây giờ ta cho đề bài số 3, cái bài bài 3. Cho điểm A có tọa độ là x1 y1, điểm B tọa độ là x2 y2, điểm C có tọa độ là x3 y3. Như vậy thì có đây nó cũng giống như là ba đỉnh của một tam giác ấy. Bây giờ người ta yêu cầu là hãy tính khoảng cách giữa các cái đỉnh này. Nó tính độ dài đoạn thẳng AB, AC và BC. Và từ đây thì ta nhận thấy để tính được độ dài đoạn thẳng, ta sẽ tổ chức cái công thức tính độ dài của một đoạn thẳng. Và khi đó độ dài của một đoạn thẳng thì nó được áp dụng theo công thức tính độ dài Descartes, thì nó tính theo là bằng DAB sẽ bằng căn bậc 2 của IA chữ B tất cả bình cộng IA chữ B. Tương tự ta tính được DAC và DBC. Khi viết kết quả ra các bạn nhớ viết thêm cái sâu này vào nữa. Ở cái bài D3, bài 3 này nhiều bạn chấm đi chấm lại bảo thưa thầy em chạy ra kết quả các số này đúng rồi. Nhưng các bạn phải nhớ phải viết ra thêm cái sâu này nữa. Đề bài cho điểm A, điểm B, điểm C. Vậy điểm đọc dữ liệu của ta ta sẽ có 6 số nhé. Và công việc của chúng ta là tính độ dài các cạnh này, và ta đưa độ dài các cạnh này ra. Đó là bài kế tiếp của chúng ta. Em thuật toán bài 3. Ở các bài này thì chung ông thôi ông chung ông cốt ngay cho thầy cái các bài này một đấm phun điểm rồi. Chưa thì đó đi tuyển các bạn nữ được rồi, hôm nào thầy tuyển cho ít các bạn nữ ở bên các lớp học đại trà, nhờ các em hỗ trợ học Python. Thôi anh đang là gia chuẩn men không nên như thế. À, mọi người mới vào nhóm nhưng chưa thấy đăng ký theo học thì thôi cứ để mọi người theo dõi xem mọi người có học được không. Ta cứ mạnh dạn là ta hình thức mở để mời các bạn vào học cùng. Đó, cái bài này trong rồi bây giờ các bạn làm bài đi nhé. À chị Nguyễn Nguyễn Khánh Hòa là chị ấy ở bên Tuyên Quang, chị ấy trước học cái lớp KCB1, KNC1 gì đấy, KCB1 này, học lớp lập trình. Chị ấy xinh xắn giỏi giang lắm, hy vọng năm nay chị ấy thi sẽ đạt kết quả tốt. Thấy như ngoài em có thể xem profile của chị ở trên Zalo có.
bảng ranh nó bay màu rồi các em, là buồn rồi. Bây giờ thầy lại đi xem dạo cốt của mọi người, thầy đang ở thế giới của Trung, mở cốt của Trung ra thấy ngay thư viện C, đọc dữ liệu free open, sử dụng một cái map lưu các giá trị u split. Dạo này cốt ngầu ghê, ghi u bằng input, vậy là input chấm split rất hay. Sau đó đưa ra kết quả là độ dài. Có một cái thói quen nữa chung nhé, đó là mình tính toán sau đó mình mới đưa cái kết quả ra, hạn chế tối đa cái việc print trực tiếp cái kết quả của vào ở trong thủ tục, rồi là cả một cái biểu thức dài nhé, ta nên dùng nó vào. Đấy, ta nên code nó theo hình thức là tính công thức sẽ ra vào một biến và ta print biến đó, hạn chế tối đa việc print một cái công thức để tránh khi một cái bài toán phức tạp thì ta sẽ dễ bị sai sót mà không phát hiện được. Trong quá trình ôn luyện thì không sao, nhưng trong giờ thi mà không phát hiện được lỗi thì đó là một cái điều vô cùng kinh khủng. Nó có thể chiếm hết toàn bộ cái thời gian giờ thi của mình. Rồi bảo nhanh lên bài 3 nhé. Đấy, các bạn mọi người đâu, mấy người vào xin vào muộn mà đến giờ này cũng chưa thấy vào. Thế là thế nào? Tôi đành phải để cho mọi người xem video chứ ta không thể chờ đợi được. Ân nhanh lên nhé, và bây giờ ra bảo cũng nhanh lên. Hãy cố gắng cốt dựa vào cái cốt mẫu cũ để ta sẽ sửa tiếp. Cố gắng lên. Mình chỉ sửa mỗi đoạn cuối thôi để tiết kiệm thời gian gõ. Chẳng phải đi kiếm cái gì nhai cho đỡ buồn đây. Thì mời các em ăn khoai nhé. Hôm nay mặc cái áo này trông không nổi lên tí nào. Độ đẹp trai giảm đi bao nhiêu? Ân nộp bài đi em. Bảo nộp bài đi em. Trung nộp bài đi em. Ở Trung hết chưa em nhỉ? Cái file đấy hết chưa? À, còn bài 6 nữa. Ân nhanh tay đi em. Trần Gia Bảo cũng tăng tốc lên em nhé. Ôi giời ơi, ông Trần Gia Bảo. Thầy đang đang gặm khoai nên thầy phải tắt cam đi, bởi vì video này đang công công bố cho hàng nghìn người xem mà thấy thầy đang gặm khoai cho đỡ chán đi. Về thầy đã xem bài, làm bài chung đã nộp bài 3 rồi, xin mời Ân nào, nhìn tay lên đi em. Để nhai cái mình khoai này cảm giác giống nhai rơm quá. À, để tìm kiếm xem trong máy có bài bài nào không? Bài ba, ốp có bài ba đây, ngọt quá. Đây bài ba ta sẽ thực hiện là lấy thư viện
format import SVRT lấy hàm căn bậc 2 ra. Sau đó ta sẽ thực hiện là gắn tên tệp để mở, rồi ta đọc là tất cả các cái số trên một dòng đó vào một sâu, sau đó ta split nó để ta tách nó ra thành từng phần. Khi đó cứ với mỗi thành phần nó là một sâu, là một từ, nó là một từ trong sâu. Vậy thì ta sẽ convert nó sang kiểu dữ liệu là số nguyên. Các em có thể convert nó sang kiểu float là số thực. Ta có x1, y1, x2, y2, x3, y3. Thầy gọi d1, d2, d3 lần lượt là độ dài các cạnh AB, BC và AC. Vậy thì sau khi tính xong rồi thì lưu ý để tính được hàm bình phương, ta có thể sử dụng hàm bao ở trong thư viện Math, hoặc là các em sử dụng phép toán sao sao là hàm tính số mũ nhé. Sao sao là hàm tính số mũ. Sau đó ta đưa AB, ta đưa cái sâu AB này ra, rồi thêm cái định dạng của cái biến cần thiết ra là kiểu số thực. Đấy. Đấy, đây là ở bài số 3. Rồi các bạn làm bài số 3 mình sẽ đi. Ân nhanh tay lên, Bảo nhanh tay lên. Bảo vẫn chưa nộp bài 3, cột nhanh lên. Hôm tới thầy trò mình lại typing Ranker đua tốc độ gõ bàn phím nhé. Typing Ranker đua tốc độ gõ bàn phím, lần này thầy sẽ cho chung hít khói. Ok. Nhất trí Trần Gia Bảo. Để thầy gửi file đây mới, file đây 2. Thầy đã nhận được bài 3 của Ân. Ân vẫn sử dụng cái template đọc ABC. Anh đang làm bài nào đấy? Làm nhầm à? Bài 2 mà. Ở trong này là bài 3, nhưng code ở đây sao lại bài 2.inp, bài 2.out. Ok chưa? Ở đây bài 3 ta đang là bài này mà tính độ dài khoảng cách giữa các điểm AB, AC và BC mà. Thầy đang gửi text cuối bài 6 nhé.
Anh nộp lại bài A, nộp lại bài ba đi. Làm khó khăn chỗ nào thì chia sẻ màn hình chụp ảnh cũ cho thầy để thầy và các bạn cùng sửa. Cả trần giao bảng nữa. Thầy buồn với Ân quá. Nhớ các cái thao tác trên project làm thật chuẩn, thật chính xác nhé. Hãy cố gắng code làm thật cẩn thận từng bài một. Mình sẽ làm từng bài từ từ dễ đến khó để từ đó mình hình thành kỹ năng làm việc. À, test với sai số à? Ừ. Nên Ân để ý nhé. Rồi trên đây đó là bài toán số 3. Cần ra bảo xong chưa em? Tăng tốc 73 lên. Một lần nữa, thầy nhắc lại là ở đây ta thấy đề bài là yêu cầu là cho một y một, y hai, y hai, y ba, y ba để tính được độ dài các cạnh thì ta áp dụng công thức tính độ dài các cạnh đấy là thông qua hoành độ và tung độ của nó. Vậy thì việc đọc dữ liệu của mình sử dụng câu lệnh format để lấy được cái hàm SQRT từ trong thư viện mát tỏa ra. Ta gắn FI là tên file cần mở, FO là cái file cần ghi kết quả. Ta đọc ở trong sâu, đọc trong cái file input, đọc lấy cái dòng đầu tiên và tách nó ra bởi dấu cách chống, dấu cách. Sau khi tách xong thì mỗi thành phần của nó sẽ là các cái lần lượt là các số x1, y1, y2, y2, x3, y3. Là Trần Gia Bảo lại bay màu này. Sai chục nghìn đơn vị còn chung buồn vui à. Ở đây ta nhận thấy câu lệnh sau khi thực hiện tách xong thì ta ép kiểu dữ liệu nó sang kiểu nguyên và ta lưu nó vào ở trong giá trị. Ui giời, sai số đấy. Cái như vậy là Python và C cộng cộng nó sai số nhau như thế đấy. Sau khi tách ra được các cái này, tức là việc đọc dữ liệu từ tệp đã thành công, thì Ân và các bạn cần để ý là ta sẽ bắt đầu đi vào thuật toán. Ta tính độ dài của các cạnh theo công thức tính độ dài đề cát. Tính xong rồi, ta sẽ thực hiện đưa kết quả ra. Câu lệnh print là câu lệnh đưa kết quả ra để đưa một cái sâu chữ D bằng AB, DBC bằng DAC bằng, ta viết như này ra. Vì cái biến D1, D2, D3 nó là căn bậc 2 của một biểu thức nên kiểu dữ liệu trả về là kiểu số thực. Đã là kiểu số thực thì viết ra phải có quy cách, thì ta đặt nó trong ngoặc kép, mở ngoặc nhọn, hai chấm, dấu chấm, ba, đóng ngoặc kép. Đấy. Đấy. Rồi format, tên biến cần viết ra. Đấy. Thì khi đó, thầy đoán, thầy cũng đoán thế. Đấy, thầy quên, thầy ăn hết củ khoai rồi mà chưa bật cam. Thì khi đó ta sẽ thực hiện là định dạng nó sau dấu phẩy, lấy chính xác ba chữ số thập phân và viết nó ra tệp nên nó có chữ file bằng FO. Khi viết đây các bạn ấn Ctrl D double nó lên, có cho vào chữ D đấy là double nó đây lên để ta thu được các cái dòng này. Đấy. Và sau đó ta sẽ sửa. Vậy trên đây thì đó là bài tập số 3. Để tiếp tục trả lại ở trong nhóm chia sẻ code của bài tập số 3.
nên ân qua từng bài làm, em hãy cố gắng cả gia bảo và chung từng bài làm. Trước khi mình sáng tạo ra được một cái bài toán mới thì mình cũng đầu tiên phải sống tốt, tức là mình phải làm nó được theo cái cách thầy hướng dẫn đã. Bên cạnh đấy mình sáng tạo làm theo những cách riêng của mình. Đó là cái bài đó này, và thầy cũng mong là nhận được cái cốt giải thuật của bài làm của các em thật sáng tạo. Sau bài 3 xong thầy cho mình có bài 4. Có lẽ thầy nghĩ là cái khoảng thời gian trong giờ dạy online, ngoài việc sửa cốt cho các em, thầy sẽ chữa thuật toán càng nhiều càng tốt. Sau đó cái thời gian còn lại, à thời gian khác ngoài giờ học online thì các em sẽ là thời gian tự làm bài và nộp bài, thì có lẽ nó sẽ làm được nhiều bài và hiệu quả hơn. Các em lưu ý, chỗ nào các em gặp khó khăn thì phải hỏi thầy ngay, đừng ngại. Ngay từ những ví dụ đầu, các em cứ hỏi, không có gì phải ngại. Rồi sang bài số 8 là một trong những bài có tính chất tư duy rất hay. Đề bài đúng rồi chung, cứ mình cứ phải tư duy thật sâu, bởi vì những cái tư duy như thế này sau này sẽ giúp cho các em sống trong nghề tốt, sống trong người khỏe. Đấy. Và ta đang học về bản chất về các môn lập trình, nó chính là cái môn toán tư duy. Nó sẽ giúp cho các em những tư duy logic cực tốt, biết cách tổ chức chương trình theo các cái lớp, và mình sẽ giải quyết các bài toán ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nên ăn và Trung và Gia Bảo đấy, khi các em mới học được Python và các em dần làm chủ nó thì các em thấy hóa ra thằng Python nó dùng cũng sướng phết. Sau này đến cái chuyên mục thầy trò mình học là học Python thì các bạn có hẳn một cái chuyên đề về lập trình điều khiển robot nữa, thì đến hôm đấy thầy trò mình sẽ lập trình điều khiển những con robot chạy cực hay. Nhưng mà hơi giờ một cái là tôi để cái chỗ phần lập trình, phần machine learning thì thầy sẽ lựa chọn cái nội dung phù hợp để cho học cái lớp học online. Rồi, bây giờ ta sang tiếp cái nội dung cái bài số 8. Bài số 8 robot thì đợt trước thầy cho các bạn Lương Văn làm, các bạn làm kiểu giống như robot một tay một bị, một tay một gậy, chạy buồn cười lắm. Ta sang bài toán kế tiếp. Cho một hình vuông, cho một cái hình chữ nhật kích thước A nhân B, người ta thực hiện lát các cái viên gạch ở đường viền làm màu xanh. Sau đó người ta lát các cái ô bên trong làm màu vàng. Đấy. Người ta cho kích thước A, B. Đấy, người ta cho A và B. Người ta yêu cầu là tính số lượng viên gạch màu vàng và số lượng viên gạch màu xanh đã dùng. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng khi mà ta kia gọi A là ta có A là kích thước viên gạch màu xanh, thì rõ ràng ở đây A thì chứng tỏ ở cạnh bên này. Ta gọi X là số viên gạch màu xanh, thì ở nửa ở cái phần gạch bên trái của thầy là thầy có A viên. Tất nhiên ở phần bên phải này nó đối diện, thì hình chữ nhật hai cạnh đối diện bằng nhau mà. Như vậy thì thầy có 2 nhân A viên. Ở chỗ này thầy có 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Ở chỗ tương tự ở phía dưới mình cũng có 4 viên. Tổng quát ở đây là B viên, vậy thì từ đây đến đây sẽ là B trừ 2 viên nhân đôi lên. Vậy thì cộng với 2 nhân với B trừ 2 viên. Rồi. Kế tiếp ta có Y. Y là số lượng viên gạch màu vàng. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu đây là A thì đây ta có 1 viên, 2 viên, 3 viên, tức là ta có A trừ 2 viên. Đấy. Ở bên này ta có 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, thì có B trừ 2 viên. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là A trừ 2 nhân B trừ 2 đó chính là diện tích của cái hình này, hình màu vàng. Và từ đó suy ra ta thu được x bằng 2 nhân a.
cộng 2y nhân b trừ 2 y bằng a trừ 2 nhân b trừ 2, hoặc là các em mò ra công thức khác cũng được. Và từ đó đề bài cho AB hãy tính giá trị biểu thức của x và y. Vậy thì bài toán này ta nhận thấy input của bài toán là nhập số nguyên dương AB. Output của bài toán là đưa ra số lượng viên gạch màu xanh và số lượng viên gạch màu vàng. Đấy, và màu vàng và màu xanh là tương đương là ta đưa x và y ra. Ở đây là ta đưa y và x ra nhé, để ta lỡ gọi ngược. Rồi, từ từ đó thì ta nhận thấy với bài toán số 4, bước đầu ta nhập A và B, bước 2 ta gọi x là số, y là số lượng viên gạch màu vàng thì ta có y bằng a trừ 2 nhân b trừ 2. X là số viên gạch màu xanh thì nó sẽ là bằng x sẽ bằng diện tích trừ đi thằng y, hoặc là mình có thể tính theo là công thức 2 nhân a trừ đi 2 nhân với b trừ 2. Vậy sau đó ta sẽ thực hiện đưa thằng y ra. Đấy. Rồi. À, sau khi thực hiện xong việc trên, cái ta thu được đó chính là một cái thuật toán để giải một bài toán từ một cái bài toán hình học. Cái lớp bài toán này nó thuộc lớp bài toán tư duy, sẽ đưa một bài toán thực tế, sau đó ta tìm công thức và ta được quy nó về thành một bài toán trong tin tin học. Và bài toán trong tin học này gồm có input của bài toán, có output, có bước 1, bước 2, bước 3 và đưa ra kết quả. Và sau đó ta viết chương trình. Rồi trong lúc thầy nói thế, về thầy xem lại bài 3 của bạn Ân rồi. Bài 3 của bạn Ân, bạn sẽ đã thực hiện là tách ra được x1, y1, x2, y2, y3, y3. Bạn tính được DAB, DBC và DAC. Sau đó bạn viết ra được kết quả của bài toán. Đấy, rất tốt. Hãy cố gắng cốt nhanh nhất, làm đẹp nhất có thể. Cái đấy cốt của Ân rất hay đấy. Rồi, xong ra cái tiếp bài số 4, bài lát gạch. Các bạn làm luôn bài số 4 nhé, để chụp lại cái ý tưởng của toán. Hôm nay mấy bạn kia vắng lắm, đúng là lớp tham buồn đi bao nhiêu. Mình hy vọng là các bạn sẽ vắng, sẽ có thời gian xem video và làm lại bài để đảm bảo không bị chậm tiến độ. Ta lưu ý nhé, ta không để bị chậm tiến độ, bởi vì cái lượng bài thì cho mình cần để làm, để làm chủ được cái Python, làm chủ được nó, sau này các em có công cụ để làm việc. Đây, tìm kiếm một cái gì đó là đấy. Rồi, ta tiếp tục đề bài mỗi nhập và đưa ra thôi, nhưng mà ở đây thì ta chưa có, để xem bài làm của các bạn đổ vào đây. Bạn nào làm ta xem được cái ông Bảo với ông Trung hay ông này. Trần Gia Bảo đâu rồi, nhanh lên em, cấm được ngủ gật nhé. Bài ba, ôn bài nhanh lên em. Đã quên đây, bài ba về ta đang là bài vợ, bài bốn đi nhỉ, quên mất. Ê, học Python rồi. Trung ơi, em ngọc trông ngầu quá.
MN là diện tích mà ông dám lấy MN trừ đi và sau đó lại lấy trị tuyệt đối rất liều. Thôi thế cũng được, miễn nó đúng đúng không? Thầy thấy cách đọc của Trung rất hay đấy, và thầy sẽ học lấy cái cách đọc này và các bạn khác cũng có thể học theo cái cách đọc này. Học thầy không thầy học bạn này, cứ mỗi người chỉ cho nhau một chút. Mình lại tiếp tục bài 5. Bài 5 thì ta nhận thấy, à quên, chương xem. Rồi ta sang tiếp bài số 5. Bài số 5 thì ta nhận thấy rằng là tổng, nó thuộc nhóm các bài tính tổng các chữ số tự nhiên liên tiếp. Tuy nhiên cái tổng này nó không phải là một cái tổng bình thường, mà nó tổng theo quy luật. Và với tổng theo quy luật đó, thường nó sẽ có công thức tính tổng quát. Và công thức tính tổng quát của các tổng các số tự nhiên từ 1 đến n, nó sẽ bằng n nhân n cộng 1 chia cho 2. Vậy thì bài toán của mình bây giờ nhạt quá. Cho n, hãy tính biểu thức f bằng n nhân n cộng 1 chia 2. Và với tính được cái công thức này thì ta thấy rằng bài toán nó quá chi là dễ dàng. Và nó cái hay của cái thằng Python này đó là mình không cần quan tâm nó là int hay là long long. Vậy thì ta có bước 1, ta sẽ thực hiện nhầm n. Bước 2, ta tính nhé. Rồi bằng n nhân n cộng 1 chia cho 2. Đến bước 3, ta thực hiện là đưa thằng s ra. Đấy, bài này nó chỉ đơn giản thế thôi. Ở cái bài này thì nó lại sức mạnh, nó thể hiện một cách cực hay so với thằng C cộng cộng. Nếu như thằng C cộng cộng thì đang phải lo rườm rà ai bằng 10 mũ 9, n bằng 10 mũ 9 nhân nó bằng 10 mũ 18, nó bị tràn số. Thì cái thằng Python ấy, thằng n nhân n cộng 1 này, các bạn thử n thoải mái, càng to nó nhân lên càng ra được kết quả, nó không long long giống như ở trong Pascal hay trong C cộng cộng. Nhưng không như trong C cộng cộng nhé. Nên bài này các em hoàn toàn có thể đạt được điểm tối đa của bài này. Nhưng trong C cộng cộng thầy nhớ những bài này cốt chỉ được 1-2 điểm. À ok, anh chờ thầy 1 giây. Anh Trung Trung thế rồi, âm thầm lắm anh Trung hôm trước đây, bây giờ anh đang còn bó bột một... à Trung ơi, đã bỏ cái bó bột ở chân ra chưa em? Hôm trước anh Trung sang trường thầy học, thế là anh ấy ngã cái gậy bó bột luôn cái chân, thế nó mới buồn. Buồn đời, đang đẹp trai cute phô mai que nhất đội thì tự nhiên lại bó chân. Người ta bỏ tay .com, bây giờ ta anh Trung anh bỏ chất luôn. Nào, cái ông kia sao có chữ vàng ở đây? Định gọi cậu vàng hay sao? Ân ơi, khi đặt tên biến em không đặt là dấu tiếng Việt nhé. Mở bài 1 ra để đọc. Đọc thu được hai số AB kiểu nguyên. Các S này là S vàng thì bằng A trừ 2 nhân B trừ 2. S xanh bằng A cộng B trừ 2, nó không đúng. S xanh khi nãy ta xây dựng được công thức như thế nào? Thằng S xanh của ta đây. Thằng S xanh nó được tính bởi cái công thức là ta lấy A nhân B trừ đi cái thằng kia cũng được, trừ đi thằng Y cũng được.
Vậy chỗ này ân để ý. Bởi nhìn trên hình khi nãy mình mò ra được công thức mà. Vậy thì nó có thể là bằng A nhân B. A nhân B là diện tích của hình chữ nhật, tức là tổng tất cả các ô đặt đấy, trừ đi thằng S vàng. Thì khi đó nó cũng sẽ suy ra được thằng S xanh nhé. Vậy thì bây giờ mình mở bài 4.0 ra, sau đó ta đưa thằng S vàng, nhớ là không giấu nhé. Thế tại sao nó không vào lỗi nhỉ? Mà đưa nó ra. Đấy. Thầy vừa sửa lại cho ân rồi. Ân sẽ sửa và chấm lại bài em nhé. Hôm nào thầy sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch. Hôm nào thầy thi xong học sinh giỏi cấp tỉnh thì thầy sẽ sắp xếp lại lịch của lớp mình để sao cho các em có một cái buổi nào đó ta học ban ngày để cho các em đỡ vất vả vì học nửa đêm như thế này. Thầy thì rất thoải mái nhưng mà chỉ sợ các em vừa học vừa gặm mì tôm sống rồi vừa học vừa các em ngồi máy tính nhiều, các em đầu tư mua cái ghế xịn sò ngồi nhé. Hôm trước thấy các bạn học sinh khoe anh Độ Misi có cái ghế công thái học xịn sò lắm, các em nên đầu tư lấy một chiếc. Rồi ân bài 4 đã xong. Ba Trần Gia Bảo đâu rồi? Aji ok. Ngồi đất hòa bình và thiên nhiên thì buồn. Rồi, ta sang bài số 5. Như vậy thì ở bài số 5 thì ta nhận thấy bây giờ ta đưa ra một cái lớp bài toán tính công theo công thức tổng quát, và khi đó thì ta nhận thấy rằng việc nhập số n và tính x nó dễ dàng thế. Đến tiếp bài số 5, ân làm tiếp bài số 5 em nhé. Bài số 5 nó có mỗi mấy dòng, tính theo n nhân n cộng 1 chia 2. Em sửa trực tiếp từ code của bài cũ, phần làm việc với tệp, sửa đúng tên file là bài 5 và làm việc luôn. Rồi, đó là bài số 5. Và các bạn làm nhanh có mấy dòng ấy, ta làm bật phát chấm luôn. Thầy đã gửi file bài tập mới rồi Trung nhé, nó ở trong nhóm ấy. Ấn nộp nhanh bài số 5 đi. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, các em tiếp tục làm bài số 5 đi. Đấy, thằng này nó cái bài số 6 nó tương tự bài số 5 nhưng công thức của nó là n nhân n cộng 1 nhân 2 n cộng 1 chia 6. Và tất cả các cái bài nào mà liên quan tới tổng các số liên tiếp, nó tự nhiên liên tiếp này, nó đều có công thức chung. Và như vậy thì công thức chung nó tìm ở đâu? Tìm ở chỗ này. Nhiệm vụ của các em hãy tìm vào Google, tìm theo theo cái keyword là 13 công thức dãy số cần nhớ. Ví dụ thầy tìm luôn. Mười ba công thức dãy số cần nhớ. Thì các bạn là vào đi.
Vậy thì với 13 công thức dây số cần nhớ thì ta thấy nhận sẽ thấy có cái video à có cái bài như sau. Đây, dãy số tự nhiên tổng các chữ số tự nhiên là 1 cộng 2 cộng 3 cộng n bằng n nhân n cộng 1 chia 2. À thầy xin chào Hoàng Phúc. Sao thế em? Hôm nay học mà chơi thêm thế nào? Thôi giờ vào vẫn đang còn quý em ạ. Cứ vào học được chữ nào hay chữ đấy. À, thầy cho mình đang chữa bài số 5 học cũng nhé. Thì sáng mai thầy sẽ gửi lại video, em nhớ cày video, nhớ like share comment cật lực kênh YouTube của Đặng Tuấn Thành của thầy nhé. Rồi, ta đang làm bài số 5. Thì ở bài số 5 nó đưa ra một bài là danh sách các cái dãy số. Các ví tổng các số lẻ liên tiếp, tổng bình phương các chữ số tự nhiên liên tiếp, tổng lập phương, tổng mũ 5 đấy và các cái loại tổng khác nhau. Vậy thì với cái keyword đó thì các em có hẳn một cái lớp bài toán đó là tính tổng của các số thỏa mãn điều kiện bài toán nha. Vậy từ đây trở đi thì các bạn cần phải nhớ được rằng nếu mà chạm vào một bài toán nào mà có công thức dãy số cần nhớ thì các bạn tìm kiếm và học thuộc ngay các cái công thức này nhé. Đấy các bạn, thầy đang vất vả, vợ thầy như lại mua mì cay về ăn. À không phải, vợ thầy mua đồ nướng về ăn. Thì nữa thầy mời các mời Phúc, mời Ân, mời Trung, mời Bảo nhé. Ôi thơm quá. Rồi với cái bài toán này, vừa rồi thấy Ân, ôi giời ơi là làm sao thế? Bài số 5. Bài số 5 của Ân. Sau khi nhập số nguyên dương n, bạn ấy tính n, rồi sau đó thực hiện mở kết quả và roi. Thế thằng này cái, ok, đúng rồi mà anh, thì thấy hoàn toàn chính xác, có vấn đề gì đâu anh. Đây là bài số 5. Với mỗi bạn làm à cái 13 công thức á. Nó cũng giống như 7 hàng đẳng thức đáng nhớ thôi, viết đi viết lại, viết lại viết đi. Ngày trước khi học phần này thầy đành phải, ngày xưa nó chưa có Google để tìm đâu, thầy phải chép ra giấy, thầy dán ngay đầu góc học tập ấy. Mỗi lần thầy bảo vươn vai cái, ôi buồn ngủ quá, nhìn thấy 13 công thức học tập thế là thầy đi ngủ luôn. 13 công thức cần nhớ, thế là lên giường thầy làm nhẩm công thức thứ nhất, công thức thứ hai, thì công thức thứ 13 thì thầy đã chìm vào giấc ngủ. Các bạn rồi mười một rồi, ta lại thì sang bài kế tiếp. Rồi như vậy bài vừa rồi thầy trò mình đã xong bài 5. Tương tự như vậy thì ta sẽ sang bài số 6. Vậy thì ở bài số 6 tính là tổng bài số 6 là ta sẽ tính được là bằng n nhân n cộng 1 nhân 2n cộng 1. Đấy. Và với cái việc áp dụng cái công thức này thì ta nhận thấy rằng là bài toán bài số 6 ta cũng làm vô cùng đơn giản. Và vô cùng đơn giản thế thôi. Trong giờ thi mà thuộc được cái công thức này khi đó mình mới là pro, mới là VIP đúng không? Trong giờ thi làm sao nhớ được công thức này? Vậy muốn trong giờ thi nhớ được thì bình thường mình phải nhớ được. Chứ vào trong giờ thi có 1001 việc, nào là ngắm cờ rớt ở trong phòng thi, rồi làm bao nhiêu thứ. Chung để ý nha, vậy gặp các bạn ở trong đội team cả trường chuyên này và trường bạn. Rồi như vậy thì với cái cách tính như này thì ta nhận thấy để tính được thằng S và đưa S ra khá đơn giản. Đây là tư tưởng của bài số 6. Đây tư tưởng của bài số 6. Đây để đưa thêm cái keyword nữa. 13 công thức cần nhớ.
Và cái keyword này thì mọi người cô tạm thời cái giai đoạn đầu các em chưa có thể chưa thuộc được hết các công thức này, nhưng hãy cố gắng thuộc lấy một vài công thức nhé. Trần Gia Bảo suốt ngày đi câu trục wifi thì thấy buồn vì bảo quá. Phụng mới vô sốc quá. Kiểu Xúc đang vươn vai ngáp ngủ nhìn công thức cái thầy ơi em đi ngủ tiếp. Rồi đó là bài số 6, thầy xem bài số 6 của Trung đã làm đây. Càng ngày thấy cốt của Trung càng gọi là simple đúng không, càng đơn giản nhất có thể, gọi là khẩu dùng từ simple không đúng, dùng từ clearly. Đấy, đấy. Bước một là đọc dữ liệu, bước thứ hai thì đây là mở tên, bước thứ hai đọc dữ liệu, bước thứ ba tính toán kết quả và đưa ra. Trung lưu ý ta nên tính toán lưu nó vào một biến và ta viết biến đấy ra, hạn chế viết trực tiếp cái biểu thức đấy ra, trông nó hơi phức tạp và sẽ giúp làm cho người đọc cũng có thể rất khó kiểm soát được các cái dấu. Vậy rồi bài 6.py để thì thử tìm xem có cái bài 6.py nào ở trong máy của thầy không. Ô có luôn. Ơ sao có bạn nào có trường phái code giống giống ấy thế nhỉ? Ôi, có cả eboy.cloud nữa. Ngầu ghê. Rồi. Lại còn bây giờ lại có fo.cloud, quá chi là ngầu. Đấy. Đó là bài số 6. Như vậy thì qua cái bài này thì thầy mong muốn các em hãy tự code lại từng bài một nhé. Hãy tự code lại được từng bài ở chỗ Ân, chỗ Trung, chỗ Ba Gia Bảo và Phúc. Vì bởi vì ta đang bước những cái bước đi đầu tiên để giải quyết các bài toán trong tin học bởi cái ngôn ngữ lập trình Python. Vì thế các em hãy cố gắng làm quen với phong cách code, cách trình bày chương trình để Trung đã code được cả hai cái. Để các em có được một cái tư duy logic tốt, trình bày chương trình đẹp, thể hiện tốt từ cách đặt tên biến, cách gọi chương trình, cách đưa ra kết quả để sao cho nó rõ ràng nhất. Bởi vì code chương trình của mình sau này mình bán cho khách hàng mà. Đấy. Và khi đó thì phần Java thì thực tế tới thời điểm này thì nó cũng chưa được ứng dụng vào trong thi học sinh giỏi nên thầy cũng chưa dạy lần nào. Chứ ở trước ngày xưa Java chủ yếu học để làm web. Đấy. Để tạo ra các cái hiệu ứng. Đấy. Rồi như vậy qua cái buổi học ngày hôm nay thì các bạn đã biết ngoài cái việc học cái cách làm bài của thầy, các em tham khảo cách bài làm của các bạn và các em sẽ thu được. Thì thầy giờ dùng Java Script quên mất. Thì chuyên làm các hiệu ứng cho web web tĩnh, buồn cười lắm. Cái thời trẻ trâu ngày trước của thầy làm web tĩnh nào là bông hồng bay về con chim bồ câu rồi đồng hồ, tức là mình di chuyển đến đâu cái đồng hồ nó bay theo đến đấy ấy. Buồn cười lắm. Và nói chung nó cũng đẹp, nó thỏa mãn được cái sự sáng tạo của mình. Java Clip. Cái đó thì sẽ là chuyên nghiệp rồi Trung ạ. Rồi như vậy thì qua cái nội dung cái file đầu tiên và từ bài 1 cho tới bài 6 sẽ là các cái nội là sẽ giúp cho các em có được cái nhìn tổng quát về cái cách giải một bài toán trong Python và cách làm việc vào ra với kiểu tệp. Các bạn nào chưa nắm chắc, chưa nắm vững thì các em hãy căn cứ vào lời giải của các bạn, tất nhiên căn cứ cả lời giải của thầy để tham khảo. Từ đó các em hãy cố gắng làm lại, làm các bài thật chỉnh chu nhé. Rồi hôm nay thầy cho mình nghỉ ở đây thôi. Thầy đã gửi cái file bài tập day 2 rồi. Thầy các bạn sẽ tiếp tục làm file day 2 và file day 1 hoàn thành ngay trong tuần này nhé, trong ngày chủ nhật. Hãy cố gắng làm cho thật xong.